Bên công ty Hoàng Long vừa mới bàn giao cho anh một bộ dàn karaoke, em đã vừa thử test nhạc thử. Anh cảm nhận về cái bộ loa và bộ dàn karaoke này như thế nào với công ty, để bên em còn có cái gì giúp kinh nghiệm? Với chung đầu bộ này em là quá là ưng ý thôi. Vâng. Về giá cả và chất lượng thì anh cảm thấy thế nào? Giá cả nói chung em cũng thấy nó phải chăng, mà nói chung là đại loại là được. Em rất tin tưởng ở công ty nên em chỉ gọi điện em không lên. Vì em, bọn em cũng làm sao để có một cái uy tín để trên thị trường sau này sẽ mong các anh ủng hộ cho bọn em mà. Vâng, em thay mặt công ty xin cảm ơn anh. Rồi, xin chào tất cả các bạn và anh em. Mình, hai anh em vừa đến nơi và đã lắp đặt xong các thiết bị và đã đặt cho anh Hải xong một bộ dàn karaoke. Trong bộ dàn karaoke ngày 29 tháng 12 2020 hôm nay có con đẩy D500 Pro và một con vang KM360 và một con nâng tiếng TD và một mic M8 cộng, và kèm theo nữa là một đôi loa DX5. Một chiếc, một con súp T8i. Bây giờ mình đã đặt xong và mình test nhạc cho anh thử một bộ dàn karaoke.
Bàn giao cho anh một bộ dàn karaoke, em đã vừa thử test nhạc thử. Anh đã cảm nhận về cái bộ loa và bộ dàn karaoke này như thế nào với công ty để bên em còn có cái gì giúp ý? Với chung đồng bộ này em là quá là ưng ý thôi. À dạ. Vâng. Về giá cả và chất lượng thì anh cảm thấy thế nào? Giá cả nói chung là em cũng thấy nó phải chăng mà nói chung là đại loại là được. Em rất tin tưởng công ty nên em chỉ gọi điện cho em cũng lên. Đúng rồi, vì em bọn em cũng làm sao để có một cái uy tín để trên thị trường sau này sẽ mong các anh ủng hộ cho bọn em mà. Vâng, em thay mặt công ty xin cảm ơn anh.